Những ngày giữa tháng tư, tiếng chiêng tiếng trống vang xa khắp bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mời gọi người dân tộc Lào anh em từ khắp nơi về vui hội buôn hụt nậm, gọi là Tết té nước. Đồng bào dân tộc Lào anh em từ các xã, huyện bạn ở tỉnh Điện Biên, người Lào sinh sống ở khu vực tỉnh Lai Châu cũng tụ hội về Na Sang 1 từ sớm để chia sẻ niềm vui ngày hội lớn nhất trong năm. Ông Nông Quang Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết, buôn hụt nậm là Tết cổ truyền của dân tộc Lào, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Đến vui lễ hội, bà con dân tộc Lào không được sáng tạo, thể hiện các trò chơi dân gian đặc trưng của dân tộc mình như rùa ấp trứng, hổ vồ lợn, rắn bắt ngoé, hái dưa chín, múa điệu múa, điệu dân vũ truyền thống, đến chúc Tết từng nhà và xin nước lấy may. Đặc biệt nhất, sau phần lễ, toàn bộ dân tộc anh em không kể người Lào, người Thái hay người Mông hòa chung niềm vui xuống dòng suối ở bản Na Sang 1 tham gia té nước, đắm mình trong dòng suối mát để tẩy rửa bản thân thanh khiết. Theo quan niệm của đồng bào Lào nơi đây, ai ước càng nhiều thì may mắn đến càng nhiều. Lễ hội té nước, buôn hụt nậm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những sự kiện hướng đến chào mừng năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.